Thưa quý vị, trong phần liên quan với những cái cách hốt bạc ở Việt Nam giữa cái đại dịch COVID-19, chúng tôi giới thiệu với quý vị một số những cái thủ đoạn của những cái bọn mà chúng tôi gọi là cô ti lừa, tức là công ty lừa đảo. Quý vị phải biết những cái điều này để tránh. Thưa quý vị, người dân Việt Nam trong những ngày này, họ đã buộc phải chua xót đưa ra một cái nhận xét là ngoài nghề buôn bán quan đỏ dành cho cái bọn mua ghế, mua chức, mua quyền để có điều kiện đục khoét tài sản công, còn hai nghề nữa đang trở nên hot trong cái đại dịch COVID-19, đó là nghề bán chứng chỉ, xét nghiệm nhanh, nghề đóng quan tài, nghề làm từ thiện và các cái dịch vụ liên quan tới vấn đề hỏa táng. Về cái vấn đề thứ nhất, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đưa ra các yêu cầu phải có giấy chứng nhận âm tính, mà cái giấy đó chỉ có giá trị trong 3 ngày. Từ sau 3 ngày thì lại phải bỏ tiền mấy trăm nghìn, thậm chí cả triệu để mua một cái giấy xét nghiệm mà chẳng biết nó có thực hay không. Và điều đó nó khiến cho những cái kẻ làm cái việc cấp giấy chứng nhận sẽ được hốt bạc. Và người ta nói đời sống người dân ngày một khó khăn, bởi vì hàng hóa thì tăng giá, chính sách phong tỏa thì cực đoan. Vậy mà người ta còn đòi hỏi chính sách xét nghiệm những cái giấy âm tính như vậy, thì thực tế nó chỉ làm cái hành động kiếm tiền mà thôi. Rồi sau đó thành phố Hồ Chí Minh đã ra những cái quyết định bãi bỏ những cái giấy xét nghiệm, thì ở Hà Nội lại đòi hỏi những cái vấn đề tương tự. Và rõ ràng cái việc bãi bỏ những cái giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính trong 3 ngày nó cũng không giải quyết được một cái bất kể một cái vấn đề gì khi người ta tự đặt ra để kiếm tiền. Rồi một cái dịch vụ thứ hai, như quý vị đã biết, giữa cái vòng đại dịch COVID-19, đặc biệt ở các cái khu vực phong tỏa, khi người nhà nguy kịch họ liên hệ cấp cứu cực kỳ khó khăn và ai cũng tìm đủ mọi cách để kiếm xe, cho nên những cái dịch vụ vận chuyển hết sức hạn hẹp, do đó có xe đến đón người bệnh đi bệnh viện hoặc chở thi hài đến bệnh viện thì ai cũng đã quá mừng. Vậy mà có những cái kẻ nó lợi dụng tâm lý này để kiếm ăn trên nỗi đau của đồng loại, và người ta bắt bí ở cái mức kêu giá bao nhiêu, cuối cùng người nhà của bệnh nhân cũng phải đồng ý, bởi vì ai cũng nghĩ sinh mạng là trên hết, thời giờ là sinh tử, cho nên vào cái thời khắc đó chẳng ai quan tâm tới cái vấn đề đắt rẻ cả. Trong lúc dịch bệnh tăng cao ở thành phố Hồ Chí Minh thì như nhà báo Đỗ Duy Ngọc đã nói với các quý vị, đó là các cái phương tiện lưu thông công cộng nhà nước không cho phép hoạt động trước nhu cầu vận chuyển người nhiễm dịch lẫn người bệnh là rất lớn. Dù rằng nhà nước đã mở ra cũng như cho phép nhiều xe cứu thương từ nhiều đơn vị tư nhân được huy động để vận chuyển cấp cứu, và tất cả đều có logo và thẻ nhận dạng để phân biệt, chủ trương của chính quyền đề ra là dịch vụ vận chuyển phải miễn phí, đội quân chạy cấp cứu là tự nguyện. Song danh nghĩa là như thế, nhưng đôi khi người nhà bệnh nhân cũng phải bỏ ra những cái khoản bồi dưỡng ít nhiều, thì điều đó nó cũng là một cái câu chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng hiện nay thực trạng ở Sài Gòn có một lực lượng đông đảo như kẻ đội lốt cấp cứu để bóp cổ dân thì là một cái điều quá bất nhẫn, ăn trên xác người. Như chúng tôi đã nói với quý vị, hiện nay ở Sài Gòn có rất nhiều những cái xe tham gia vận chuyển cấp cứu để chở người bệnh đi, nhưng nó lại là những cái xe cứu thương dỏm. Ngoài xe thì người ta dán các thông tin là chạy tình nguyện, danh nghĩa chạy là miễn phí. Vậy mà đến khi vận chuyển hay trước khi vận chuyển, người ta đưa ra những cái giá ở trên trời. Một chuyến xe bình thường trong cái thời kỳ không có dịch COVID-19 chỉ khoảng vài 300 nghìn, vậy mà đến bây giờ người ta chặt giá 3-4 triệu đồng, dù cái khoảng cách không xa. Thưa quý vị, chúng tôi đã nói với quý vị, trong cái điều kiện người thân của mình bị bệnh tật thì lúc đó đòi 1 triệu, 2 triệu hay 3 triệu thì cũng phải móc túi trả cho họ để cứu mạng của người thân của mình. Nhưng một cái giờ ở đây đó là bộ phận phụ trách trực điện thoại để dân có thể liên lạc khi cần, hầu như không liên hệ được. Trong khi theo quy định, bất kể một cái địa phương nào, ban bệ nào
cũng phải có những lực lượng túc trực, thường trực thường xuyên, kể cả việc nghe điện thoại, để họ có trách nhiệm tư vấn hướng dẫn cho người dân. Nhưng thưa quý vị, những bộ phận này được cho là không hoàn thành nhiệm vụ. Hơn thế nữa, còn thiếu những xe cấp cứu trong cái điều kiện mà trách nhiệm của họ phải đảm nhận. Trong cái lúc người dân Sài Gòn có những cái tổ chức, những cá nhân, nhiều hội đoàn họ đã hết mình hỗ trợ cho những cái đối tượng nghèo, giúp thêm thiết bị cho các bệnh viện, giúp cho nhiều gia đình có người mấy thuận tiện trong việc thiêu xác. Những cái tổ chức hay cá nhân làm từ thiện này, họ xuất phát từ lòng nhân ái, tình đồng bào và cái tâm trong sáng của họ. Vậy mà tại sao cái tình trạng những cái con kền kền đợi dịp để ăn trên những cái xác người mà người ta gọi đó là những con thú đội lốt hút máu người, chúng đã lập ra những cái tổ chức từ thiện, chúng tạo ra những cái hoàn cảnh bi thương, chúng vẽ ra những tiếng kêu khẩn kiếp để kêu gọi các nhà tài trợ thu tiền, mà hoàn toàn chúng không làm từ thiện bao nhiêu, đa phần là chúng bỏ vào túi riêng. Thưa quý vị, dư luận và giới phân tích cho rằng người dân đừng có ngạc nhiên khi rất nhiều kẻ được cho là chuyên làm từ thiện, từ thiện là nghề nghiệp chính để cho họ sống và làm giàu. Ngoài ra, những cái kẻ làm từ thiện họ chẳng làm một cái việc gì khác. Nhưng tại sao, như quý vị đã biết, chúng tôi đưa ra các cái câu hỏi, có ai làm từ thiện mà những người đó nghèo hay không? Thậm chí họ còn rất giàu có, họ có nhà cửa, họ có xe cộ ngon lành, bởi vì tất cả đều là tiền của bá tánh. Họ hút máu người nghèo, họ ăn trên xác đồng loại, nhưng họ không biết họ có được vui sướng bởi những cái đồng tiền bất lương đó hay không. Bởi vì người ta nói, một cái xã hội mà có những kẻ có chức ăn không chừa một thứ gì của dân, thì những cái kẻ đội lốt từ thiện để làm giàu trên móc mổ của đồng loại là một cái điều phổ biến và cần phải được thừa nhận. Và một câu hỏi đặt ra cho quý vị đó, xã hội mà quý vị đang sống hiện nay nên gọi nó là một cái xã hội gì? Song chúng tôi khẳng định với quý vị chắc chắn một điều là thời này quả báo nhãn tiền, những cái loại người lợi dụng công tác từ thiện để làm giàu không tránh được tai ương là một cái điều chắc chắn. Thưa quý vị, ngày hôm nay tiến sĩ Dương Quốc Chính có một cái bài viết liên quan tới một cái nghề làm giàu mà tiến sĩ Dương Quốc Chính cho rằng đó là cái nghề trục lợi từ thiện. Theo tác giả, hôm nay tôi nghe thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính chém trên TV có câu yêu cầu các cái quan chức Việt Nam, các đồng chí phải biến nguy thành cơ. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, thế là rất nhiều anh em cũng quán triệt, đặc biệt là những anh em làm từ thiện trong mùa dịch. Theo đó họ có mấy thủ đoạn như sau. Ví dụ như cái vụ án bác sĩ Trần Khoa của cái nhóm nhà 82, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, nó làm cái loại thủ đoạn lừa đảo từ thiện, một cái dạng cực kỳ tinh vi, với những cái kịch bản có lớp, có làng, có một sự chuẩn bị chi tiết từ gần một năm nay. Họ đã chuẩn bị một cái nhóm nick ảo làm thành một nhóm từ thiện hẳn hoi, toàn những anh chị em báo chí nổi tiếng, thậm chí có những cái bác sĩ còn tình nguyện lái xe cứu thương chở xác bệnh nhân về quê. Theo tác giả Dương Quốc Chính, cái team nhà 82 bọn này nó rất giỏi về cái việc xây dựng hình ảnh người tốt việc tốt, con ngoan cho giỏi, với những nhân vật được xây dựng có nghị lực phi thường vượt qua bệnh tật của chính mình. Nó đại khái nó toàn là những cái vị thánh giáng trần để cầu view các cái mẹ bỉm sữa. Sau khi họ cầu được hòm hòm thì cái team thánh nhân này họ bắt đầu cài cắm chuyện bán hàng online, rồi họ bán cả những cái tiểu thuyết ba xu online để vận động gây quỹ từ thiện. Thế là các mẹ bỉm sữa thấy cái team kia toàn người tốt, ai nỡ mà cả giá, và tin tưởng ngay chuyển tiền. Ngoài việc mua tiểu thuyết ba xu online, họ còn chuyển thừa ra để làm từ thiện. Theo tác giả Dương Quốc Chính, tất nhiên để kích động tâm lý bầy đàn thì những cái kẻ trong team nhà 82 họ sẽ lên danh sách những người đã đóng tiền, trong đó có chính bản thân họ, để làm chim mồi. Thế là các bà mẹ bỉm sữa đã không ngần ngại xuống tiền cho họ, bởi vì một cái suy nghĩ đó là
người ta tốt như thế, người ta thiện tâm như thế, thì có nỡ ai lừa mình chứ? Theo tác giả Dương Quốc Chính, cái câu chuyện bác Di Khoa chẳng qua không may chúng nó bị tai nạn thôi. Không thì cái tấm gương bác sĩ Khoa, cái nhóm từ thiện nhà 82, nó còn kiếm tiền tốt và dài dài. Vậy mà sau cái vụ bác sĩ Khoa nó vỡ lở ra, thì mấy nhà báo, những cái nhân vật của công chúng đã xè những cái bài vừa kể, lại quay ra khóc lóc nói rằng bọn em bị cái nick ảo nó lừa, do em tin vào người tốt, việc tốt, và em cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Xin cộng đồng hãy tha lỗi cho chúng em. Theo tác giả Dương Quốc Chính, những cái nhân vật như Nguyễn Đức Hiển, Hoàng Nguyên Vũ phải nộp phạt 5 triệu thì đã ăn thua mẹ gì, bởi vì cát xê cho cái việc xe một bài như vậy. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, nó phải nhận được 50 triệu hoặc cưa luôn cái tỷ lệ làm từ thiện 50/50. Và cái kiểu đó mới là một cái bài toán tinh vi. Nhưng rõ ràng cái nhóm nhà 82 nó có một cái IQ rất cao, nó đòi hỏi phải có cái trình độ sáng tác tiểu thuyết, mà phải có những cái người có trình độ rất cao về mặt tâm lý người ta mới có thể làm được. Nó cũng như khi người ta xem phim Hàn Quốc hay những cái chuyện ngôn tình mà rơi nước mắt, thì cái vụ bác sĩ Khoa, cái bọn có trình độ sáng tác ngôn lù nhưng IQ chưa hoàn chỉnh nên đã bị lộ hàng. Một cái tình trạng để kiếm trục lợi trong việc từ thiện hiện nay, đó là bài thứ hai. Theo tác giả Dương Quốc Chính, cái bài thứ hai này nó phổ thông hơn nhiều và hay gặp hơn nhiều. Đó là người ta sẵn sàng bỏ qua bước lập nhóm thiên thần áo trắng, mà các nhân vật công chúng họ sẽ làm tất cả. Kiểu này thì các nhân vật của công chúng sẽ kiếm các cái mảnh đời éo le, ngang trái, bất hạnh, rồi chúng nó thêm mắm, thêm muối một chút là chúng nó post bài lên, và lập tức các cái mẹ bỉm sữa lao vào đọc, cổ rồi cũng khóc lóc gì cha chết, lụt giường lụt chiếu, rồi khẽ hàng hỏi cái anh người của công chúng là: anh ơi, anh cho em xin số điện thoại, xin số tài khoản, em chuyển tiền cho các cháu, cho anh chị ấy, mong anh chị ấy sớm qua khỏi hoạn nạn. Trời ơi, sao trên đời có những cái người người ta khổ đau như thế. Và thưa quý vị, cái nhân vật người của công chúng kia ban đầu cũng từ chối và nói để anh hỏi. Nhưng sau đó anh hỏi xong thì anh đưa ra một cái tài khoản cá nhân của anh hoặc người quen của anh để cho mọi người chuyển tiền vào, kèm theo một cái câu là anh cũng chỉ nhận hộ cho họ thôi, rồi sẽ chuyển nhanh cho người ta. Và rõ ràng theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, những câu chuyện mà chúng nó vẽ ra càng thương tâm bao nhiêu thì tiền đổ về càng lớn bấy nhiêu. Và sau vài ngày thì làm ra vẻ có tính minh bạch, thông báo đại khái hôm nay đã nhận được ngày đồng đã chuyển cho nạn nhân, rồi cũng bày đặt chụp mấy cái ảnh được cho là đi trao quà. Sau theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, có bố ai mà biết được chúng nó nhận thực bao nhiêu và chuyển đi bao nhiêu. Bởi vì làm từ thiện ở Việt Nam có một tâm lý đó là nể nang, ai lại nỡ bắt những người chuyển tiền hộ lại phải công khai thu chi. Và những người chuyển tiền hộ là họ tốt lắm rồi, hơn thế nữa họ là những cái người tử tế, những người thiện tâm, những người của công chúng, thì ai nỡ lừa mấy trăm nghìn của mình. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, một cái vấn đề quan trọng mọi người cần phải biết là có những bọn nó chơi lớn, nó sẽ dùng cả hai bài vừa kể ở trên, tức là two in one, nhóm 1 và nhóm 2 nó kết hợp với nhau thì nó có thể thịt gà hàng vạn con. Chưa hết, thưa quý vị, theo tác giả Dương Quốc Chính, các ngôi sao showbiz họ kêu gọi từ thiện, về mặt bản chất thì các cái ngôi sao showbiz nó cũng là một cái dạng người của công chúng, dù rằng cái bọn showbiz thường là chúng nó ngu, chỉ được mỗi cái xinh đẹp hát hay, còn ngược lại văn chương thì không hay lắm. Thậm chí bọn này rất hay chỉ bậy hoặc viết sai chính tả, nhưng không hiểu lý do gì chúng nó có một cái lượng follow rất cao, và nó còn có thể vượt trội những cái người của công chúng. Bởi vì cái lũ showbiz này chúng nó ngu
nên chúng nó không đủ trình độ để bịa ra các câu chuyện ngôn tình như những người của công chúng, những cái thằng chuyên lừa đảo hay nhà văn nhà báo, nên cái bọn showbiz nó chỉ dựa vào những chuyện có thật để chúng nó kêu gọi từ thiện, như cái việc làm từ thiện bão lũ, thiên tai, dịch bệnh. Bởi vì cái lũ showbiz có hàng triệu follow nên cơ hội chúng nó chăn gà để lừa lớn hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao người ta làm cái ngôi sao xinh, vừa đẹp, vừa giàu có, lại có lòng thiện tâm. Thì những người đó ắt hẳn là thần tượng của hàng triệu người. Và ai cũng nghĩ, ai nỡ nào lại đi lừa mấy trăm bạc lẻ của mình. Thế rồi tiền cũng về rẹt rẹt. Ngày vài tỷ, nó là một cái chuyện mũi, tùy theo mức độ của tiền tài. Chả thế mà vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên trong một thời gian ngắn huy động tới 180 tỷ, theo tác giả Dương Quốc Chính. Đội này nó thường có một cái đội ngũ manager, tức là một cái bọn chuyên cai quản tiền. Bọn này nó có trách nhiệm ủ mưu và bày trò, nên dù sao vẫn có cân đối thu chi y như thật, nhưng mà tất cả nó chỉ tương đối thôi. Có ai đời làm từ thiện 180 tỷ mà quyết toán bằng một tờ giấy A4 viết chưa kín? Bởi vì nó càng chi tiết trong cái báo cáo tài chính thì càng dễ lộ. Cho nên cái bọn showbiz bao giờ nó cũng thẳng thừng, không tin thì đừng chuyển tiền. Đây không phải là trách nhiệm của chúng tôi, theo tác giả Dương Vũ Chính. Nói chung các cái nhóm từ thiện, nó chỉ cần thịt tầm 30% tiền từ thiện chúng nó thu được. Ví dụ như vợ chồng Công Vinh thu 180 tỷ thì nó chỉ cần đút vào túi 54 tỷ là đủ. Thậm chí là coi là không ăn. Và điều đó nó sẽ dễ dàng cân đối thu chi. Nó cũng giống hệt như anh em chủ đầu tư chia tiền dự án. Còn nếu như giới showbiz làm từ thiện mà nó ăn thảm, nó ăn 50% trở lên thì dễ lộ hàng. Còn tinh vi như cái nhóm nhà 82 trong cái vụ việc bác sĩ Trần Khoa thì chúng nó ăn 100% luôn. Bởi vì nạn nhân không có thực ở đời, chúng nó bịa ra tất cả. Nhưng với cái kiểu làm ăn như bác sĩ Trần Khoa, nó không chăn được hàng vạn người như những cái ngôi sao hay những người của công chúng, bởi vì rất dễ bị lộ. Đó là lý do tiến sĩ Dương Quốc Chính nói với quý vị rằng trong đại dịch Covid-19 hay những cái vụ việc thiên tai thì nó sẽ xuất hiện rất nhiều những cái mảnh đời bất hạnh, thì sẽ càng nhiều nhóm từ thiện được lập ra để biến nguy thành cơ. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, còn có một nhóm cuối không phải là kêu gọi từ thiện cho người khác, mà họ kêu gọi từ thiện cho chính bản thân họ. Đó là một cái dạng ăn xin online. Họ cũng phải bịa ra những cái sự khó khăn để xin. Dạng này cũng không phải ít, nhưng cũng dễ thẩm định. Vì những người đó không có uy tín cá nhân nên họ không xin được mấy. Và tất nhiên nếu văn của họ hay, họ bịa được những câu chuyện hay thì họ cũng kiếm được kha khá, thậm chí là bộn tiền. Nhưng điều đó nó không bền vững như cái mấy nhóm lừa đảo có hệ thống kể ở trên. Và thưa quý vị, cuối cùng là một câu hỏi mà quý vị hoàn toàn cần biết để làm thế nào có thể tránh được bị những cái bọn từ thiện nó chăn. Theo tác giả Dương Quốc Chính, nói chung con người ta giàu lòng thương cảm và những người đó sẽ rơi nước mắt rất dễ. Những con người vừa kể họ sống theo cảm tính, hơn thế nữa họ lại rất sẵn tiền. Đó là điều họ rất khó thoát bẫy của ba nhóm lừa đảo từ thiện vừa kể. Nếu như thực sự quý vị không muốn bị chúng nó chăn, trong khi có rất nhiều người vẫn sẵn sàng để bị chăn, để thỏa mãn cái tôi thiện tâm, thì quý vị nên tỉnh táo một chút để ngẫm, nghĩ, suy xét những câu chuyện ngôn lù. Nếu xác định đó là một câu chuyện có thật, thì nên tìm chuyển tiền hàng trực tiếp cho nạn nhân thay vì các cái cá nhân hay tổ chức trung gian, bởi vì rất ít khi người ta minh bạch thu chi cho quý vị. Còn nếu có điều kiện nên tự tìm cách thẩm định sự việc. Con người cần nhận cái tiền từ thiện bằng các kênh khác nhau ở ngoài đời thật. Và quý vị chỉ quan tâm đến những câu chuyện có tính minh bạch rõ ràng, như có số điện thoại, có ảnh, có địa chỉ về người cần giúp.
Và điều đó quý vị nên tự kiểm tra trước khi xuống tiền. Nhiều khi là người thật việc thật mà bị phóng đại lên để kiếm tiền cũng có. Và cuối cùng là quý vị nên chọn các cái tổ chức cá nhân có uy tín để chuyển tiền. Nhưng thế nào là có uy tín cũng rất khó kiểm chứng. Bởi cái thời buổi chế độ hiện nay rực rỡ, người ta gọi là cái thời buổi lý thông đang thịnh hành, thì tốt nhất là quý vị tự xác mình và tự mình làm từ thiện với các nhóm nhỏ để dễ kiểm soát. Và một cái điều, những các mẹ bỉm sữa mà thích những câu chuyện ngôn lù, thích làm từ thiện thì tốt nhất đừng để họ sử dụng Internet banking ở trên điện thoại. Thưa quý vị, hy vọng rằng cái câu chuyện vừa kể liên quan tới các thủ đoạn kiếm tiền từ thiện trong đại dịch Covid-19 nó phần nào cũng mua vui cho quý vị. Nhưng một cái điều quan trọng hơn là quý vị hãy nghiền ngẫm và thận trọng trước những cái lời kêu gọi đóng góp từ thiện. Bởi vì thưa quý vị, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, bây giờ trong công tác từ thiện, bỏ ra 100 đồng làm từ thiện thì bị chúng nó lừa tới 90 đồng. Chỉ có 10 đồng, tức là khoảng 10% mới đến tay những cái nhân vật làm từ thiện mà thôi. Và để cho mình khỏi bực mình, tốt nhất là hạn chế những việc từ thiện. Và muốn làm từ thiện phải hiểu rõ con người đó sống ở đâu, số điện thoại bao nhiêu, rồi trực tiếp liên lạc với họ để làm từ thiện. Đó là một cách tốt nhất. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.